Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn. Tập 71. Chương 701. Huyết diện lão quái. Linh thức mở ra toàn bộ, không ngừng tìm kiếm. Ngắn ngủn thời gian nửa ngày, hô hấp Mạnh Hạo càng thêm dồn dập. Bởi vì nửa ngày này, tiên thổ hắn sưu tập gộp lại cùng một chỗ đã được một nắm to chừng nắm tay trẻ con rồi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy không ít thân ảnh tu sĩ cũng giống hắn, đều là đang điên cuồng tìm kiếm tiên thổ bị gió thổi lên. Thậm chí giữa những người này cũng có tranh đoạt, nhưng tranh đoạt này chỉ là ra tay trong nháy mắt liền lập tức tự tản ra. Dù sao có thời gian đánh nhau, không bằng đi phương hướng khác tìm kiếm. Tiên thổ là mấu chốt để ta đạt được độ đằng thổ. Trong mắt Mạnh Hạo đỏ lên, nơi đi qua, chỉ cần nhìn thấy tiên thổ liền lập tức lấy đi. Nếu có người cùng hắn tranh đoạt, Mạnh Hạo sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp đánh tan. Tiếng nổ vang quanh quần. Một lúc lâu sau, tay phải Mạnh Hạo hạ xuống, một quyền đánh về phía trước. Trực tiếp đẩy lui một tu sĩ Tây Mặc Nguyên Anh sơ kỳ, sau đó một phát bắt được tiên thổ phía trước, xoay người rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh bị một kích đánh lui kia là một nam tử trung niên. Gã nhìn thân ảnh Mạnh Hạo đi xa, trên mặt lộ ra sự kiêng kỵ. Mới vừa rồi một kích kia lay động Nguyên Anh trong cơ thể gã, làm cho gã kinh hãi. Người này là ai? Ba canh giờ sau, một chỗ giữa không trung có ba thân ảnh đang chìm trong tiếng nổ vang. Mạnh Hạo ở trong đó, hai tay bấm niệm thần chú vung ra phía ngoài. Lập tức biển lửa ngập trời, trùng kích khuếch tán, làm cho hai người khác không thể không lui. Mạnh Hạo vung lên tay áo, cuốn lấy nắm tiên thổ kia, khoảnh khắc đi xa. Hai người kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng kiêng kỵ trong lòng làm cho bọn họ không dám đuổi theo. Giờ phút này chỉ có thể dậm chân, xoay người đi phương hướng khác tìm kiếm. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Mạnh Hạo dĩ nhiên hoàn toàn đỏ mắt. Số lượng tiên thổ mà hắn cướp đoạt được giờ phút này to khoảng đầu trẻ con, toàn bộ được đặt ở trong túi trữ vật. Hắn ở trên thiên không của mảnh đại lục này không ngừng tìm kiếm, nhưng đã hai canh giờ trôi qua, hắn không nhìn thấy chút tiên thổ nào, nghĩ đến chắc là đều bị người lấy đi rồi. Bị lấy đi cũng tốt, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, tài nguyên tu hành muốn có, đương nhiên phải cướp đoạt. Việc này Mạnh Hạo đã sớm quen tay hay làm rồi. Lúc này sau khi xuất hiện sát cơ thì thân mình hắn lập tức nhoáng lên một cái, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ. Một ngày sau, tiếng nổ vang ngập trời, giữa không trung một gương mặt cự đại tàn vỡ khuếch tán. Bên trong đống vỡ vụn này, một nam tử trung niên phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, y không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm tiên thổ ném ra, xoay người rời đi. Trong vũ khí quay cuồng, Mạnh Hạo đi ra, sau khi bắt được tiên thổ thì lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục bay nhanh. Hai ngày sau, một lão giả tóc đỏ cùng hai tu sĩ Nguyên Anh bên người đang mang theo vẻ dữ tợn, trực tiếp giết chết một người cùng bọn họ tranh đoạt tiên thổ. Vừa mới đem tiên thổ từ trong túi trữ vật của người này lấy đi, nội tâm đang sung sướng thì bỗng nhiên, ở bầu trời xa xăm, hồng vụ cuồn cuộn, một cái mặt nạ cự đại cuồn cuộn mà đến. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, tâm thần lão giả tóc đỏ oanh lên một tiếng, da đầu run lên. Lão liếc mắt một cái liền nhận ra, gương mặt này chính là tu sĩ khủng bố ngày đó cùng nhóm người mình chiến một trận, gần như là nghiền ép bảy người mình. Huyết diện lão quái. Hai tu sĩ bên cạnh lão sau khi nhìn thấy mặt nạ trong hồng vụ cuồn cuộn trên thiên không, thì nhất thời thất thanh kinh hô. Hai người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Mấy ngày này, xưng hô huyết diện lão quái cũng đã truyền ra khắp mảnh đại lục này rồi. Người có xưng hô thế này là một tu sĩ khủng bố, mang theo mặt nạ huyết sắc, tu vi kinh người, cướp đoạt tiên thổ. Mấy ngày này tu sĩ bị người này cướp đoạt đã có không ít, làm cho rất nhiều người không dám lại dừng lại ở mảnh đại lục này nữa, đều lần lượt rời đi. Những người lưu lại ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, nhìn thấy huyết diện lập tức bỏ chạy. Ba người này không chút do dự, nháy mắt chia làm ba phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Một lát sau, hai người trong số đó ở trong tiếng nổ vang phun ra máu tươi, từng người đều lập tức lấy ra tiên thổ ném đi. Trong lòng bọn họ biết rõ sở thích của huyết diện lão quái này,
chỉ cần tiên thổ, ném tiên thổ ra không giết người, nếu phản kháng đến cùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, sớm biết như vậy, lúc trước khi có chút thu hoạch liền rời đi rồi. Huyết diện lão quái chết tiệt này. Hai tu sĩ này bị cướp đoạt tiên thổ, liên tục thở dài, không có cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Giờ phút này lần lượt nổi lên ý tưởng rời khỏi mảnh đại lục này. Vài ngày sau, mảnh đại lục chỗ Mạnh Hạo đã không có bất kỳ tu sĩ nào nữa, chỉ còn lại có chính hắn. Mấy ngày này, hắn gần như đoạt lấy tiên thổ của hơn phân nửa tu sĩ ở chỗ này. Giờ phút này, trong túi trữ vật, tiên thổ đã lớn chừng đầu người, có thể nói khủng bố. Mạnh Hạo sau khi thử cảm ngộ thì có thu hoạch, nhưng rõ ràng còn chưa đủ. Nhưng tu sĩ nơi đây đã sớm đào tẩu rồi, Mạnh Hạo lại tìm thêm mấy ngày, cũng đều không tìm được. Vì thế khi một tảng đá lớn trăm trượng gào thét mà đến, thì hắn thuấn di bước lên trên tảng đá này, khoanh chân ngồi xuống. Theo tảng đá này, phá vỡ hư vô tối đen của mảnh đại lục này, rời khỏi nơi này, đi đại lục được hình thành từ tiên kiều thạch kế tiếp. Hắn không biết, xưng hô huyết diện lão quái này đã sớm theo những tu sĩ rời đi, truyền khắp toàn bộ khu vực xung quanh đây. Gần như toàn bộ tu sĩ Tây Mạc tiến đến đều biết đều. Hiểu, có một cái huyết diện lão quái như vậy tồn tại. Theo hòn đá dung nhập hư vô, tất cả bốn phía lại trở thành tối đen thì Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên hòn đá, hai mắt chớp động. Gặp không ít người, nhưng không có một ai bên người giống như có tồn tại vị yêu nữ chỉ hương kia. Nhưng mà ta chưa nhìn thấy Triệu U Lan, không biết người này ở nơi nào. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ, lấy ra ngọc giản bản đồ, nhìn một lát, xác định nơi tảng đá kia muốn đi là một tiên kiều thạch lớn nhất gần đây trong ngọc giản bản đồ này. Khư kiều giới rất lớn, mỗi tiên kiều thạch đều là một thế giới, xem chừng chắc phải có ít nhất mấy vạn giới tồn tại, mà tu sĩ Tây Mạc ở nơi này chỉ có thể thăm dò mười mấy thế giới mà thôi. Vài ngày sau, hư vô càng trở nên băng hàn, cho dù có pháp bảo ngự hàn, Mạnh Hạo cũng vẫn phải không ngừng vận chuyển bất diệt hỏa, mới có thể giữ vững thanh tịnh. Hắn đang nhìn hư vô, nhìn mảnh mộng đen mênh mông vô bờ kia, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn nhìn thấy trong hư vô tối đen phía trước có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh, cõng một thanh kiếm, trong tay cầm một bầu rượu. Chỉ là thân thể này ở bên trong hư vô, cất bước mà đi, chốc chốc lại uống rượu trong bầu, vẻ mặt xuống dốc, mang theo phiền muộn. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 702 Hàn Sơn Áo Xanh 1. Sự lạnh lẽo của hư vô ở xung quanh y dường như chỉ là luồng gió nhẹ mát mẻ thổi qua, thậm chí không thể thổi bay tóc y, không thể lay động cước bộ của y. Y đi ở nơi này như đi trên đất bằng, thậm chí xung quanh y, hư vô đều bị vặn vẹo, dường như hàn khí còn chưa đợi tới gần, đều đã tự động tránh đi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh, trên mặt mang theo một tia hoảng sợ. Mạnh Hạo nhìn thấy được y, y cũng nhìn thấy Mạnh Hạo. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Mạnh Hạo đã mất đi thân ảnh của trung niên áo xanh này, nhưng ở ngay giây tiếp theo, nam tử này liền trực tiếp xuất hiện ở bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ra đầu run lên, tu vi của người này hắn nhìn không thấu, liếc mắt nhìn lại, còn có loại cảm giác giống như biển rộng, sâu không lường được. Vãn bối Mạnh Hạo, bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy, hướng về phía nam tử áo xanh ôm quyền cúi đầu. Người muốn đi đại lục Toái Phong. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, ngồi ở bên cạnh, uống xong một ngụm rượu, thần thái vẫn sa sút như trước, rất tùy ý mở miệng. Đại lục Toái Phong. Mạnh Hạo sửng sốt, sau khi nghĩ tới miêu tả trên bản đồ ngọc giản đối với chỗ vùng đất nơi mình muốn đi kia, thì gật gật đầu. Vừa vặn, tiện đường. Người trung niên khẽ gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là dựa lên một khối đá gồ lên ở sau người, một bên uống rượu, một bên nhìn hư vô tối đen. Mạnh Hạo có chút chần chừ, nhìn nam tử áo xanh này, hơi kéo ra một chút khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống, nhưng hiển nhiên không thể nhập định, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, nam tử trung niên áo xanh,
vẫn luôn nằm ở nơi đó, rượu trong bầu rượu giống như vĩnh viễn cũng uống không xong. Từng ngụm mà uống, vẫn nhìn hư vô tối đen, thần thái cũng càng ngày càng sa sút, vẻ hiu quạnh, dần dần rõ ràng. Trên mặt của y đã có râu mọc ra, dường như đã lâu lắm rồi không có tâm tư đi sửa sang lại vậy, quần áo cũng nhăn nhúm, nhìn rõ là luộm thuộm hết sức. Ấy thế nhưng, khí chất của y lại cố tình tồn tại một loại mị lực không thể hình dung, cảm giác y đem lại cho người khác, chính là cô đơn, mà không phải là bẩn thỉu luộm thuộm. Bầu rượu trong tay y là làm bằng gỗ, trên còn có mấy vân gỗ, bị y cầm ở trong tay, nửa tháng này, không biết uống hết bao nhiêu ngụm. Y không nói lời nào, Mạnh Hạo cũng không có mở miệng, dường như nam tử áo xanh này, xác thực chỉ là tiện đường, không muốn tự mình hành tẩu, mà là mượn tảng đá kia của Mạnh Hạo mà thôi. Hai người giữ vững trầm mặc, ở bên trong hư vô tương đối yên tĩnh này, lại một tháng hành trình trôi qua. Mạnh Hạo dần dần đã có thể ngồi xuống nhập định, nhưng mà vẫn sẽ có chút ý thức chảy ra bên ngoài. Mặc dù hắn hiểu được, có hay không, cũng không tác dụng quá lớn, nhưng thói quen này không phải thời gian ngắn có thể bỏ. Cho đến một ngày này, tảng đá trăm trượng vẫn ở bên trong hư vô này đi về phía trước. Bỗng nhiên, nam tử áo xanh vẫn nằm ở nơi đó hơn một tháng. Thủy Chung không có ngồi dậy, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn, chậm rãi ngồi dậy, hai mắt nhìn về phía xa xa. Cử động của y lập tức làm cho Mạnh Hạo mở mắt ra. Cũng theo đó mà nhìn sang, nhưng nơi đó là một mảnh tối đen, không có gì cả. Thế nhưng trung niên áo xanh lại nhìn rất chân thành, trình độ chăm chú kia, giống như chuyên chú toàn bộ tinh thần vậy. Mạnh Hạo trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không lộ ra chút nào, mà là yên lặng nhìn theo. Thời gian trôi qua, cho đến khi lại trôi qua 3 ngày, nam tử áo xanh nhìn 3 ngày, Mạnh Hạo cũng nhìn 3 ngày. Cho đến một cái chớp mắt ở 3 ngày sau này, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới hư vô, trong phút chốc đã trở thành màu xám. Cùng lúc đó, hòn đá trăm trượng này cũng là nháy mắt tạm dừng. Trong lúc Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh thì hư vô dâng lên sương mù nồng đậm. Sương mù này nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập bát phương, khiến cho nơi đây giống như đã trở thành biển sương. Da đầu Mạnh Hạo run lên, hắn há có thể không biết được điều này đại biểu cái gì. Giờ phút này thân mình không thể hoạt động chút nào. Nhìn vào trong biển sương phía xa, có một dàn thân ảnh đang khiêng từng tảng đá lớn, từng bước một đi tới. Những thân ảnh này mang theo vẻ mờ mịt, yên lặng tiến đến, thanh âm u u trong một cái chớp mắt này, quanh quẩn toàn bộ hư vô. Tiên kiều Hà Kỳ trọng hiện thiên, vấn quân Hà Nhật năng tương kiến. Theo thanh âm quanh quẩn, những thân ảnh nam nữ già trẻ này mang theo mê mang thật sâu, trôi nổi mà đến. Theo chúng nó tới gần, Mạnh Hạo lại cảm nhận được rét lạnh như muốn đóng băng linh hồn. Thân thể Mạnh Hạo dần dần băng hàn, giống như sinh cơ đang tắt đi, nhưng hắn lại thấy rõ ràng những thân ảnh này. So với đám thân ảnh mà hắn gặp phải trên đại lục, đuổi giết nhất trần tử lúc trước, không phải là một đám. Mà giờ khắc này, vị nam tử trung niên áo xanh kia vẫn ngồi ở chỗ kia, vẫn thi thoảng lại nhấc bầu rượu lên, uống một ngụm. Trong hai mắt của y, phiền muộn càng nhiều, khóe miệng hiện lên vẻ chua xót, ngóng nhìn đám thân ảnh kia. Y cẩn thận nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì, từ một đám thân ảnh nhìn lên, cho đến sau khi quét qua một thân ảnh cuối cùng, sự cô đơn trên người y càng đậm, y lắc đầu, uống tiếp một ngụm rượu. Thân ảnh này đi thẳng tới chỗ hòn đá của Mạnh Hạo đang đứng, nhưng ngay khoảnh khắc khi chúng nó tới gần, bỗng nhiên những thân ảnh này đột ngột dừng lại một chút. Một đám vốn là gương mặt mờ mịt, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, đồng loạt ngẩng đầu, toàn bộ nhìn về phía vị nam tử áo xanh trên hòn đá. Song phương bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nam tử áo xanh vung tay trái lên. Ngay lập tức, những thân ảnh này người nào người nấy thân thể trôi nổi, nhưng lại vòng qua bên cạnh mà đi. Đi xa xa thì lại khôi phục vẻ mờ mịt, thanh âm u u lại quanh quẩn, chúng nó càng chạy càng xa. Tiên kiều Hà Kỳ trọng hiện thiên, vấn quân Hà Nhật năng tương kiến. Thanh âm dần dần đi xa, biển sương biến mất, hư vô màu xám cũng tiêu tán, không có gió lốc khủng bố Mạnh Hạo từng gặp qua, cứ như vậy bình tĩnh tiêu tán. Tất cả khôi phục bình thường thì hòn đá trăm trượng chỗ Mạnh Hạo lại bay nhanh về phía trước. Bọn họ là... Mạnh Hạo thân thể chấn động, dần dần khôi phục lại, nội tâm của hắn chấn động.
Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy đám thân ảnh quỷ dị này. Hắn theo bản năng nhìn về phía nam tử áo xanh, hỏi. Sau khi hỏi xong, Mạnh Hạo biết, lấy tu vi của đối phương cùng Trầm Mặc trong mấy ngày này, vấn đề này, có lẽ y sẽ không trả mình. Kiều Nô, nam tử áo xanh nhẹ giọng mở miệng. Đạp Tiên Kiều sau khi bị Quý Tổ băng diệt thì những ý chí còn sót lại của cầu này dung hợp lại đây. Những người thèm muốn thời gian vĩnh hằng, khiến sinh mệnh có thể kéo dài, dung hợp niệm của bọn họ, hóa thành Kiều Nô. Bọn họ đã lấy được sinh mệnh vĩnh hằng, mà cái giá phải trả là trở thành nô của cầu này, ngày ngày đêm đêm, ở trong sinh mệnh vĩnh hằng này, vĩnh viễn đi sửa chữa cây Đạp Tiên Kiều đã không thể sửa được nữa này. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 703 Hàn Sơn Áo Xanh 2. Mạnh Hạo nghe đến đó, tâm thần mạnh mẽ chấn động, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía đám Kiều Nô đã rời đi ở phía sau kia. Nhìn qua chỉ là một tấm hư vô, giống như có một tồn tại buông xuống một cái nắp, che đậy tất cả, thứ trong mắt nhìn thấy chỉ có tối đen. Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá của nó, đều có giá của nó. Nam tử áo xanh chua xót, thấp giọng thì thào, tay cầm bầu rượu, gắt gao cầm chặt bầu rượu. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không có hỏi lại, nam tử trung niên áo xanh cũng không tiếp tục nói chuyện, y trầm mặc, lại nằm ở này đó, nhìn hư vô, mang theo cô đơn, thỉnh thoảng lại uống rượu. Mạnh Hạo cũng trầm mặc, Kiều Nô, một cái xưng hô rất chuẩn xác, chiếm được vĩnh hằng, bỏ ra đại giới. Chỉ là đại giới này quá lớn, lớn đến mức khiến Mạnh Hạo nghĩ tới thanh âm u u của những Kiều Nô đó. Cho đến khi hai tháng lại trôi qua, ở bên trong hư vô phía trước, dần dần xuất hiện một hòn đá khổng lồ. Một tảng đá của Đạp Tiên Kiều này khó có thể hình dung độ lớn nhỏ, gần như to hơn mấy chục lần chỗ đại lục mà Mạnh Hạo đến lúc trước. Một cỗ uy áp mênh mông từ trên đó tràn ra, bao phủ bốn phía, nó trôi nổi ở trong hư vô, bốn phía bất quy tắc, Mạnh Hạo nhìn lại. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra tàn cầu thật lớn kéo dài qua tinh không mà hắn nhìn thấy trước khi tiến vào Khư Kiều giới. Giờ phút này, vị nam tử trung niên áo xanh kia ngồi dậy, đứng lên, uống rượu không? Y nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt của y trong suốt, lại mang theo thâm thúy, giống như tinh không. Đây là lần thứ hai y chủ động mở miệng, lần đầu tiên là khi đến, giờ là lần thứ hai. Mạnh Hạo hiểu được, y là rời đi. Mạnh Hạo đứng dậy, sau khi ôm quyền cúi đầu, nhìn trung niên áo xanh, hai mắt sáng ngời, chần chừ một chút, gật gật đầu. Nam tử áo xanh nở nụ cười, tay phải vung lên, hũ rượu kia bay thẳng đến tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một phát bắt được, sau đó không chần chừ, uống một hớp lớn. Một hớp rượu thật lớn này uống xong, rượu trực tiếp rót vào yết hầu, một cỗ cảm giác nóng bỏng nháy mắt bùng nổ, dường như muốn thiêu đốt, làm cho tu vi toàn thân Mạnh Hạo âm âm vận chuyển. Tiểu tử thật tham lam, cũng đành, xem như lộ phí vậy. Nam tử áo xanh nâng tay phải lên chỉ một cái về phía Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo lập tức lại chấn động. Một ngụm rượu lớn kia ở trong cơ thể hắn nháy mắt hóa thành một vật tương tự với kim đan, tán ra từng trận mùi rượu, cùng dung hợp với hoàn mỹ kim đan của Mạnh Hạo. Mặc dù nó không có làm cho tu vi Mạnh Hạo kéo lên, nhưng Mạnh Hạo cảm thấy thân thể trong một cái chớp mắt giống như có chút bất đồng. Tiểu đan tại thể, có thể giúp ngươi sử dụng. Đạp ca kiếm khí của ta hai lần, dưới tiên, một kiếm, chém chết. Trung niên áo xanh thu hồi tay phải thì bầu rượu trở về, bị y cầm ở trong tay, chuyển một cái, đi ra khỏi tảng đá lớn trăm trượng, đi về phía đại lục tiên kiều thạch khổng lồ kia. Ngươi hỏi ngày nào có thể gặp lại, ta đã tìm ngươi 3000 năm. Nam tử áo xanh cất bước đi vào hư vô, tiếng động than nhẹ, từ trong miệng y truyền ra. Khi còn quanh quẩn thì trong thanh âm kia có sự phiền muộn nói không nên lời, có sự cô đơn không cách nào diễn tả. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được trong đầu, nhiều thêm một cái kiếm quyết. Kiếm quyết này là một lạc ấn, Mạnh Hạo không thể minh ngộ, nhưng có thể cảm nhận được, mình có thể vận chuyển, phóng xuất ra tiểu khí trong kim đan, sau hai lần, ấn ký ấy sẽ tiêu tán. Nhìn nam tử đi xa, Mạnh Hạo lập tức lớn tiếng hô lên. Kính xin tiền bối báo cho biết tục danh,
Hàn Sơn. Thanh âm từ từ quanh quẩn, kèm theo than nhẹ của trung niên áo xanh, rất xa rời đi, dần dần tiêu tán ở bên trong hư vô. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hướng về phía trung niên áo xanh biến mất, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hồi lâu, khi Mạnh Hạo đứng dậy thì dưới chân hắn tảng đá lớn trăm trượng, đã trực tiếp đánh vào bên cạnh đại địa to lớn do tiên cầu thạch hình thành này. Nháy mắt xé rách bức tường cản trở, xuyên thấu vào, hiện ra ở trước mắt Mạnh Hạo là một thế giới khổng lồ. Đây là khu vực lớn nhất trong tất cả thế giới do tiên kiều thạch hình thành ở gần đây mà có trong bản đồ ngọc giản Mạnh Hạo đoạt được. Mạnh Hạo đứng trên tảng đá trăm trượng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nơi đây bầu trời rất là ổn định, cũng không có quá nhiều khe nứt hư vô, chúng chốc chốc lại xuất hiện, mặt đất núi non phập phồng, có thể nhìn thấy không ít di tích tồn tại, vờn quanh bát phương. Theo hòn đá gào thét đi trước, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe. Cả vùng đất này sơn mạch chập trùng, nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, những sơn mạch này dường như cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà ở những điểm tiếp giáp giữa các sơn mạch này, giống như tồn tại một số quy luật. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo có loại cảm giác này. Trên thực tế lúc ở trong thế giới lúc trước, hắn cũng có loại phát hiện này, chẳng qua thế giới trước so với nơi này nhỏ hơn rất nhiều, quan sát không quá rõ ràng. Mà nay mảnh thế giới này vô cùng khổng lồ, Mạnh Hạo ở giữa không trung vừa thấy như vậy, càng cảm thấy sơn mạch nơi này kỳ dị, giống phù văn. Đây là cảm giác trực quan nhất của Mạnh Hạo. Hắn nhớ tới trước khi tiến vào khư kiều giới, nhìn thấy trên vô số đá vụn trong tiên kiều tang thương trong tinh không kia, có tồn tại ấn ký phù văn. Rất hiển nhiên, sơn mạch nơi này chính là những ấn ký phù văn kia biến thành, bởi vì mảnh thế giới này khổng lồ cùng đầy đủ, cho nên khi Mạnh Hạo nhìn lại, cảm giác rõ ràng hơn. Đặt tiên kiều trước kia, ấn ký phù văn ở bên trên, mỗi cái phải đều là tiên phù mới đúng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hơi thở tiên nhân chỉ đường trong cơ thể vận chuyển, mắt trái liên tục nháy nháy mấy cái. Sau đó mạnh mẽ mở to mắt, triển khai pháp thuật tiên mục mà chim anh Vũ truyền thụ cho hắn. Phương pháp này vừa mở ra, thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động mạnh. Trong mắt trái của hắn, nhìn qua mặt đất, không phải là từng ngọn sơn mạch, mà là từng con hắc long đang ngửa mặt lên trời thê lương gào thét. Những hắc long này thân mình đứt đoạn, có một số còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh, tiếng ngâm của chúng kinh thiên động địa. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, cả người như bị ngọn núi vô hình đánh lên trên người, pháp thuật tiên mục bỗng nhiên bị trực tiếp đánh gãy. Nhưng ngay tại khoảnh khắc trước khi pháp thuật tiên mục bị bức ra, Mạnh Hạo thấy được ở phía xa, cư nhiên tồn tại một con hồ điệp hắc sắc rõ ràng vượt xa hẳn những con hắc long khác. Con bướm này thân ảnh mơ hồ, người ngoài căn bản là nhìn không thấy, nó ở vùng đất phía xa, mỗi một lần vỗ cánh, đều có rất nhiều hắc long bị hút đến, bị nó cắn nuốt. Hơn nữa, trong cơ thể hồ điệp này, thế mà lại tồn tại một khu vực không nhỏ, trong khu vực này tất cả đều là tiên thổ. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 704 Gặp Triệu U Lan. Khi tất cả những hình ảnh này biến mất, trên trán Mạnh Hạo lưu lại đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy pháp thuật tiên mục nhìn qua, thế mà lại thấy được một màn kinh người như vậy. Giờ phút này hai mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía mặt đất, tất cả như thường. Sơn mạch vẫn là sơn mạch, không phải hắc long gào thét, mà xa xa, nơi mà Mạnh Hạo dùng tiên mục nhìn thấy hắc điệp, giờ phút này nhìn lại, chỉ là một mảnh sơn mạch rất bình thường mà thôi. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất, khu vực đấy dường như là nơi giao hội của hầu hết sơn mạch. Kiều nô, hắc long, hồ điệp, khư kiều giới này thần bí khó lường. Mạnh Hạo trầm mặc, thân mình từ trên hòn đá bay ra, đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn hòn đá trăm trượng bay đi hướng khác, trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về hướng khu vực mà tiên mục thấy có hắc điệp ở phía xa xa. Ta lúc trước nhìn thấy, hình như là tiên thổ, tuyệt đối không sai. Hàm lượng tiên thổ khổng lồ như thế, nếu ta lấy được toàn bộ, có lẽ sẽ ngưng tụ ra được đồ đằng thổ. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, có chút chần chừ. Một màn đã thấy trong tiên mục làm cho Mạnh Hạo có loại cảm giác kinh tâm động phách.
cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành người trên người, thì trả giá một chút đại giới cũng là phải. Một lát sau, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, bay về. Khu vực mà tiên mục đoán là có tồn tại hắc điệp, mau chóng đuổi theo. Mạnh Hạo âm thầm phân tích, từ vùng đất Tây Mạc đến nơi đây có hơn 20 người. Không có khả năng có người đồng thời có được tiên nhân chỉ đường như của mình, có thể dùng pháp thuật tiên mục. Kể từ đó, có thể nhìn ra con bướm kia, có lẽ chỉ có chính mình. Một khi đã như vậy, khả năng những người khác tranh đoạt với mình sẽ rất nhỏ. Nếu đã như thế mà còn muốn buông tay thì Mạnh Hạo không cam lòng. Giờ phút này nếu đã hạ quyết tâm, hắn cũng không do dự nữa, tốc độ cực nhanh, đi thẳng đến phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã 7 ngày. 7 ngày này, Mạnh Hạo vẫn luôn đi về phía trước, trên đường hắn lại triển khai 2 lần pháp thuật tiên mục, nhìn hắc điệp kia cắn nuốt hắc long ở bát phương, cảm thụ được khí thế bàng bạc của hắc điệp. Cho đến ngày thứ 8 thì Mạnh Hạo rốt cục tới khu vực nơi này. Đây là nơi giao hội của hơn 10 ngọn sơn mạch. Ở đây, Mạnh Hạo thấy được một thung lũng cực lớn. Trong thung lũng này từng trận xương trắng lượn lở, ngăn cản linh thức lan tràn, khi thì quay cuồng như muốn cắn nuốt cả sơn hà. Mạnh Hạo bay vòng quanh thung lũng này một vòng, mày kiếm dần dần nhăn lại. Nhìn sương mù loãng kia, hai mắt hắn chợt lóe, tay phải khi nhấc lên một thanh phi kiếm xuất hiện, vung vẩy, phi kiếm này gạo thét, lao thẳng về phía sương mù. Nháy mắt nhập vào trong đó, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên cạnh thung lũng, hai mắt khép kín, linh thức hóa thành một sợi dây nhỏ, kết nối với thanh phi kiếm kia, gào thét ở trong sương mù. Nơi đây sương mù đậm, lấy tốc độ phi kiếm, dùng một nén nhang mới xuyên qua được. Nhưng ngay khoảnh khắc khi phi kiếm xuyên thấu sương mù, xuất hiện ở phía dưới thung lũng, Mạnh Hạo thấy được chính là một mảnh lòe lòe sáng lên, rõ ràng toàn bộ kiến trúc đều là dùng tiên thổ cấu tạo mà nên. Không đợi nhìn cẩn thận, lập tức một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong linh thức của hắn, oanh một tiếng. Phi kiếm trực tiếp dập nát, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng hủy diệt, theo linh thức Mạnh Hạo tràn ra, chỉ thẳng hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, gần như ngay khoảnh khắc khi phi kiếm vỡ vụn, liền không chút do dự chặt đứt linh thức, cản trở lực hủy diệt kia lan tràn. Linh thức tự đoạn, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt. Toàn bộ kiến trúc đều là do tiên thổ tạo thành. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, hai mắt chớp động. Tất cả những gì có sau đám sương mù này, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn làm cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Đạp tiên cầu sau khi băng toái thì hóa thành khư kiều giới, qua nhiều năm như vậy, không biết mở ra bao nhiêu lần, mỗi lần đều có một số Tây Mạc tu sĩ đến đây. Ta không tin nhiều năm như vậy, không ai tìm được nơi này, nhưng cố tình cho tới bây giờ. Nơi đây vẫn còn nhiều tiên thổ như vậy, có phải đã thuyết minh nơi đây cực kỳ nguy hiểm hay không? Người tới tất chết. Mạnh Hạo trầm tư, bỗng nhiên tâm thần vừa động, tay phải vung lên, thân thể lập tức biến mất. Không lâu sau khi Mạnh Hạo biến mất, nơi thiên không xa xa, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Kia là một nữ tử, mặc váy dài màu trắng, tướng mạo xinh đẹp, da thịt như ngọc, chính là Triệu U Lan. Nàng này đi tới trước thì rất là cẩn thận, sau khi đến nơi này thì giống như Mạnh Hạo, đầu tiên là bay vòng quanh mấy vòng, tìm một chỗ bên cạnh thung lũng ngồi xuống. Khi đang muốn triển khai mấy thủ đoạn tra xét sương mù, bỗng nhiên mắt phượng của nàng chợt lóe, ngọc thủ khi nhấc lên, một con nhện màu trắng lập tức hóa thành một đạo bạch quang, khoảnh khắc thẳng đi vào sương mù. Nhưng ngay một cái chớp mắt khi mắt thấy bạch quang này sẽ đụng tới sương mù, bỗng nhiên bạch quang này chuyển một cái, như rồng ngẩng đầu vậy chợt dựng lên, nhưng lại. Trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo biến mất lúc trước, trốn trốn tránh tránh, còn không ra. Triệu U Lan lãnh đạm mở miệng, lời chưa dứt, đạo bạch quang kia đã khoảnh khắc mà đi, khi đụng chạm với khu vực trống trải kia thì đột nhiên va chạm ra sóng gợn. Bên trong sóng gợn quanh quần này, một ngón tay từ trong hư vô vươn ra, trực tiếp điểm một cái lên trên bạch quang này. Quanh một tiếng, khi bạch quang tiêu tán thì thân ảnh Mạnh Hạo từ trong trống rỗng xuất hiện, khi ngẩng đầu thì ánh mắt hiện lên vẻ lãnh lệ. Là ngươi. Mắt phượng của Triệu U Lan mạnh mẽ co rụt lại, lập tức lộ ra một chút hàn mang cùng sát cơ. Cánh tay phải sớm đã khôi phục của nàng,
giờ phút này tán ra trận trận đau đớn đến từ tâm thần. Mạnh Hạo nheo lại hai mắt, ở chỗ này nhìn thấy Triệu U Lan, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Và lại xem nàng này lúc trước cẩn thận như thế, rõ ràng là cũng biết được kỳ dị của nơi đây. Mặt khác, quan trọng nhất là nàng này tu vi lúc trước đoán chừng cỡ kết đan đại viên mãn mà thôi, nhưng hôm nay, thế mà lại đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ. Thậm chí xem tu vi dao động này, ẩn ẩn là bộ dạng trung kỳ đỉnh phong, giống như theo thời gian trôi qua, có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ. Thời gian ngắn ngủn hơn nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh như thế. Một điểm này, Mạnh Hạo tin tưởng phương pháp có thể làm được như vậy, thế gian hiếm thấy. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Khi hai mắt Mạnh Hạo hơi chớp động thì trong mắt Triệu U Lan chợt lóe sát cơ. Đối với Mạnh Hạo này, nàng có kính nể, nhưng càng nhiều hơn là sát cơ. Giờ phút này nháy mắt khi nhận ra Mạnh Hạo, thân thể nàng bỗng nhiên nhảy lên. Bên ngoài thân thể lập tức bùng lên quang mang trăm trượng, có con nhện màu trắng thật lớn biến ảo, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Hiển nhiên, ảnh hưởng do đồ đằng thánh tổ của độc chu nhất mạch bị phong tạo thành ở trên người nàng, đã sớm khôi phục. Ngay tại nháy mắt Triệu U Lan lao thẳng đến Mạnh Hạo, thì hắn mang lên mặt nạ huyết sắc, bên ngoài thân thể gương mặt khổng lồ biến ảo ra, nhấc lên dao động, ầm ầm khuếch trương tán ra bốn phía. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thân ảnh Mạnh Hạo khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện thì đã ở bên người Triệu U Lan. Hắn nâng tay phải lên một quyền hạ xuống, thì thân thể Triệu U Lan mơ hồ, nháy mắt không thấy tung tích, xuất hiện lại thì cũng là ở phía sau Mạnh Hạo. Lan hoa chỉ lên, mang theo sát cơ, điểm tới cái gáy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi cúi đầu thì thân mình nhoáng lên một cái, một đạo huyết sắc sóng gợn từ dưới chân tản ra, bao phủ bát phương, nhấc lên huyết quang ngập trời, cũng có năm thân ảnh biến ảo ra. Chính là năm huyết thân của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn, Triệu U Lan biến sắc, thân thể lần nữa biến mất. Hai người ở giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cùng phương pháp thuấn di, đôi bên trong phút chốc liền triển khai đấu pháp, tiếng động nổ vang không ngừng mà truyền ra. Hai người ở giữa không trung nhanh chóng chạy nhanh, không ngừng triển khai các loại thần thông. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, thân thể Triệu U Lan biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Khi ngọc thủ nhấc lên, ở trong lòng bàn tay của nàng rõ ràng xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt tiên huyết này bị nàng ném ra, sau đó một tiếng rít gào kinh thiên bén nhọn, bỗng nhiên truyền ra. Giọt máu tươi kia mạnh mẽ bành trướng, trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ, thân thể vung lên, lập tức nhấc lên biển lửa. Ở trong biển lửa này phượng hoàng hót dài, gào thét lao thẳng đến Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, một cỗ nhiệt cực nóng kinh thiên động địa, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, thân thể lui ra phía sau vài bước. Tơ của vô mục tầm lập tức vờn quanh, cùng lúc đó, hòa phượng gào thét mà đến, trực tiếp bao phủ thân thể Mạnh Hạo ở bên trong. Ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo bị dìm ngập, thanh âm băng hàn lãnh khốc của hắn mang theo sát cơ, truyền khắp mỗi tấc mỗi góc ở bốn phía. Hỏa, Mạnh Mỗ cũng có. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 705, Yêu Nữ Chỉ Hương, 1. Khoảnh khắc khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, trên thân thể đang bị hỏa phượng quay xung quanh của hắn, đổ đằng hỏa tức thì lóng lánh. Cùng lúc đó, một biển lửa thao thiên từ trên người Mạnh Hạo lập tức bùng lên kinh thiên, lấy hỏa khắc hỏa. Trong nháy mắt hỏa này bùng lên, trực tiếp vây đánh hỏa phượng ở bên trong, khiến cho thân ảnh Mạnh Hạo trong biển lửa giống như ma thần. Hắn vung tay phải lên, bên ngoài thân thể lập tức biến ảo ra cự mộc che trời, dung nhập trong biển lửa, trực tiếp khiến cho biển lửa này trở nên mạnh mẽ mãnh liệt. Ở bên trong tay áo của Mạnh Hạo, tấm biển lửa này lao thẳng đến Triệu U Lan. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, Triệu U Lan chớp động mắt phượng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khi ngọc thủ nhấc lên, trước mặt của nàng lập tức xuất hiện một tấm lá chắn nhỏ màu trắng. Lá chắn này đón gió to lên, nháy mắt mở rộng, đảo mắt đã vây Triệu U Lan ở bên trong, khiến cho trùng kích của biển lửa toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài. Trong mắt Mạnh Hạo chớp lóe hàn mang, hừ lạnh. Đồ đằng thuộc tính kim huyễn hóa ra,
lập tức hòa tan trong biển lửa, rồi trở thành một mảnh nước mưa màu vàng, bay thẳng đến phía Triệu U Lan. Mặc dù vẫn bị ngăn cản chắn lại, nhưng ở khoảnh khắc bị ngăn cản, những nước mưa màu vàng này lại nhanh chóng dung hợp với tấm lá chắn màu trắng của Triệu U Lan. Trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ tấm lá chắn màu trắng vây xung quanh thân hình của Triệu U Lan. Khi Triệu U Lan phát hiện thì đã muộn mất một bước, từng giọt nước mưa vàng hoàn toàn bao phủ Triệu U Lan ở bên trong, đã hình thành một quả cầu màu vàng. Ngươi, sắc mặt Triệu U Lan biến hóa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua biển lửa mà đến, xuất hiện ở bên dưới quả cầu màu vàng này. Tay phải hắn nâng lên chảo một cái về phía hư không, quả cầu này lập tức chấn động mạnh mẽ, đánh vào Triệu U Lan đang ở bên trong. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng khí lực toàn thân, mạnh mẽ đánh quả cầu màu vàng này về hướng thung lũng sương mù. Người nếu thích được bảo hộ ở sau tấm chắn, như vậy thì lại tăng thêm một tầng bảo vệ nữa là được rồi. Mạnh Hạo dứt lời, quả cầu màu vàng liền gào thét, lao thẳng vào trong sương mù. Một màn trên nói thì dài, trên thực tế chỉ phát sinh trong giây lát. Hai người giao thủ, dù ai cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế, nhưng một cái chớp mắt này, Mạnh Hạo lấy tâm cơ thủ thắng. Mắt thấy quả cầu màu vàng này đã đụng phải sương mù, khiến cho sương mù quay cuồng dữ dội. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên từ trong bóng vàng truyền ra. Thanh âm này cực kỳ kinh người. Ở khoảnh khắc truyền ra, lập tức làm cho sương mù bốn phía nháy mắt quay cuồng bay ngược ra, thậm chí ngay cả kiến trúc phía dưới cũng đều mơ hồ lộ ra một chút. Kim cầu kia còn vỡ vụn từng khúc, chỉ kiên trì được thời gian một cái hô hấp, liền trực tiếp nổ bung tan vỡ. Thanh âm bén nhọn lại càng truyền vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho đầu óc Mạnh Hạo ông một tiếng, như có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu óc của hắn, khiến cho Mạnh Hạo thất khiếu chảy máu, đầu óc vù vù trống rỗng. Quá trình này chỉ rằng co một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh. Nhưng ở khoảnh khắc thanh âm này biến mất, nháy mắt khi Mạnh Hạo thân thể khôi phục lại, Triệu U Lan đã mang theo sát cơ mãnh liệt, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Nàng nâng ngọc thủ lên, trực tiếp đặt trên tơ của vô mục tằm bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Quanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng không đợi hắn rời khỏi bao xa, Triệu U Lan đã thuấn di mà đến. Lúc này đây, ngọc thủ của nàng tràn ngập quang mang bạch sắc, một chỉ hạ xuống thì tơ của vô mục tằm thế mà chẳng biết tại sao, nháy mắt dừng lại một chút. Một chỉ này còn không đánh lên trên người Mạnh Hạo, nhưng trên ngực Mạnh Hạo trong khoảnh khắc đã xuất hiện một cái lỗ máu. Một tia hắc khí từ trong huyết nhục của hắn nhanh chóng lan tràn ra. Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, hắn có thể xác định một chỉ này của đối phương không có điểm đến bản thân hắn, nhưng lại tạo thành thương thế đối với chính mình. Và lại thương thế này cực kỳ quỷ dị, hắc tơ này chui vào huyết nhục, thế mà lại đang hút đi sinh cơ của hắn. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, từ sau khi hắn rời khỏi Nam Vực, vô luận là Mặc Thổ hay là Tây Mạc, cũng chưa từng chịu thương thế như vậy. Giờ phút này khi lại phun ra máu tươi, tơ của vô mục tằm nhanh chóng xoay tròn, nếu không có tơ này, Mạnh Hạo giờ phút này hẳn đã chết chắc. Nhưng dù cho có tơ này, thần thông quỷ dị kia của Triệu U Lan, Mạnh Hạo cũng không cách nào đi chống cự. Hắn cần một cái giảm sóc, một chút thời gian lấy ra pháp bảo từ trong túi chữ vật, hoặc thời gian bấm tay niệm thần chú. Nhưng thời gian này, Triệu U Lan căn bản là sẽ không cho hắn. Ở khoảnh khắc Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình Triệu U Lan mạnh mẽ lại gần, tay phải lại nâng lên. Lúc này đây, cũng không đợi hạ xuống, Mạnh Hạo liền phun ra máu tươi, xương cốt cánh tay trái hắn trực tiếp vỡ vụn. Thân thể đã bị hắc tơ tràn ngập, lượng lớn sinh cơ biến mất, tóc đã có hoa dâm, cả người bắt đầu sinh ra tử khí. Mắt thấy Triệu U Lan lại tới gần, trong mắt sát cơ mãnh liệt, khi ngọc thủ muốn nâng lên lần thứ ba, lúc này đây, nguy cơ sinh tử mãnh liệt giống như thủy triều hiện lên. Tại một cái chớp mắt đó, hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ hiện lên tinh mang. Ngươi là Triệu U Lan hay là yêu nữ Chỉ Hương? Mạnh Hạo giờ phút này dùng toàn bộ khí lực mạnh mẽ giống ra một câu này. Một cái chớp mắt khi lời này truyền ra, tay phải đang nâng lên của Triệu U Lan mạnh mẽ dừng lại một chút. Nương theo sát na này, Mạnh Hạo không để ý thân thể thương thế cần khôi phục. Hắn biết sát na này là thời cơ mấu chốt. Chính mình tốt nhất là lựa chọn thuấn di mà đi, mau chóng chữa thương,
để muộn chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng hắn không có lựa chọn như vậy. Đối với Bảo Mệnh, Mạnh Hạo có kỳ nam, có tiểu đan đạp ca kiếm khí trong cơ thể. Giờ phút này tuy nói nguy cơ sinh tử, nhưng Mạnh Hạo tu hành đến nay cũng đã trải qua không ít. Một cái chớp mắt này, mặc dù nguy cơ, nhưng còn chưa đủ để làm cho Mạnh Hạo xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Mà là dùng thời gian một sát na quý giá này, tay phải vỗ mạnh lên túi trữ vật một cái. Liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, chợt xoay tròn, lực lượng tuế nguyệt, nháy mắt bùng nổ. Ngay cả Triệu U Lan cũng không có dự liệu được, bản thân chỉ dừng lại một sát. Na, Mạnh Hạo cư nhiên không phải đào tẩu, mà là lấy một loại phương thức không sợ sinh tử, triển khai công kích với mình. Điều này làm cho nàng cũng cả kinh, giữa nàng cùng Mạnh Hạo, chiến lực tương đương, lúc trước sở dĩ có thể nghiền ép, là chiếm cứ ưu thế, đánh bất ngờ, làm cho Mạnh Hạo trở tay không kịp. Giờ phút này mắt Phượng chợt lóe sát cơ, đang muốn ra tay, bỗng nhiên sắc mặt Triệu U Lan đại biến. Nàng lập tức nhận thấy được thọ nguyên, đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt biến hóa. Nàng không thể không buông tha cho tiên cơ xuất thủ không dễ đến này, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 706 Yêu Nữ Chỉ Hương 2. Chỉ chậm trễ một tức như vậy thôi, đã có ít nhất 300 năm thọ nguyên từ biệt nàng, sắc mặt Triệu U Lan đại biến. Nhưng ngay một cái chớp mắt khi nàng lui ra phía sau, trên mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ dữ tợn, lấy ra một vốc đan dược nuốt vào, sau đó mạnh mẽ phóng đi. Hiện tại, tới phiên ta. Mạnh Hạo dứt lời, liên hoa kiếm trận gào thét đi theo, nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Triệu U Lan, tay phải không chút do dự nâng lên, một quyền đánh lên trên ngực Triệu U Lan. Trong tiếng rền vang, Triệu U Lan chỉ có thể tránh được nơi yếu hại, nhưng vẫn là phun ra máu tươi, thân thể lại lui về phía sau, Mạnh Hạo lại một lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, liên hoa kiếm trận gào thét, trong vòng một hơi, 300 năm thọ nguyên lần nữa biến mất, khiến cho sắc mặt Triệu U Lan khoảnh khắc tái nhợt, thân thể đang muốn lui về phía sau. Ta giúp ngươi lui. Tay phải Mạnh Hạo đánh ra một quyền, đánh lên bụng Triệu U Lan, máu tươi phun ra, thân thể Triệu U Lan lại bay ngược ra sau. Giờ phút này nàng giống hệt Mạnh Hạo lúc trước, đều là bị chiếm tiên cơ, mất đi cơ hội phản kích, trở thành người bị nghiền ép. Thân thể Mạnh Hạo chợt lóe, xuất hiện lần nữa thì sát cơ mãnh liệt, tờ của Vô Mục Tẩm nháy mắt tản ra, lao thẳng về phía Triệu U Lan. Nhưng vào lúc này, Triệu U Lan phát ra một tiếng kêu thê lương, cùng lúc đó, ở trên vai của nàng, trong giây lát xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay, nhìn như người tí hon, xem kỹ lại thì là một nữ tử, nhưng cũng không phải Triệu U Lan. Trên mặt tiểu nhân đó hiện lên vẻ lo lắng, sau khi xuất hiện lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Trong thét chói tai này, đầu óc Mạnh Hạo lại ong ong, phun ra máu tươi, nhưng hắn cũng không lui lại, mà là dùng toàn bộ tu vi, khống chế tơ của Vô Mục Tầm hướng về Triệu U Lan, triển khai xoắn giết. Mắt thấy tơ của Vô Mục Tầm sắp tới gần, ánh mắt người tí hon trên vai Triệu U Lan lộ ra một chút lãnh lệ. Chỉ là con kiến, cũng dám động tiên. Dứt lời, hai mắt người tí hon chợt hiện lên u mang, trong nháy mắt, ở trước. Người Triệu U Lan liền có một đóa hoa hồng yêu dị biến ảo ra. Đóa hoa này có một gương mặt, mà gương mặt này chính là Mạnh Hạo. Giờ phút này, hoa ấy nháy mắt tan biến. Ở khoảnh khắc tan biến đó, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, giống như linh hồn trong một cái chớp mắt xuất hiện dấu hiệu dập nát. Tiên thì như thế nào? Thời điểm nguy cơ, tiểu đan trong cơ thể Mạnh Hạo theo suy nghĩ của hắn chợt xoay tròn, dung hợp phương pháp đạt được trong đầu, một ngụm tiểu khí trực tiếp dâng lên. Không đợi ngụm tiểu khí phun ra, kiếm ý kinh thiên khó có thể hình dung, lập tức vang ầm ầm bộc phát ra ở trên người Mạnh Hạo. Kiếm ý này thao thiên, mới vừa xuất hiện, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên đại lục này, trong nháy mắt, tâm thần chấn động mãnh liệt. Người tí hon trên vai Triệu U Lan sắc mặt hoàn toàn đại biến, cũng có kinh hoàng cùng không thể tin. Đạp ca kiếm khí của kiếm tiên Hàn Sơn. Bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tiểu hương tung hoành,
trong cơ thể kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Khoảnh khắc khi kiếm khí này muốn bị thích phóng đi ra, đột nhiên bầu trời trở thành màu xám, mặt đất nháy mắt cuồn cuộn sương mù xám. Chết tiệt, lại là Kiều Nô. Thân thể Mạnh Hạo chớp mắt yên lặng, nhưng lúc này đây lại không phải hoàn toàn không thể di động, bởi vì tiểu khí khuếch tán. Bởi vì trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ, thân thể hắn có loại cảm giác ở trong bùn đọng, nhưng thong thả di động. Triệu U Lan cũng biến sắc, tiểu nhân trên vai nàng, giờ phút này biến mất, đổi lại là Triệu U Lan, cùng Mạnh Hạo giống nhau, ở trong thế giới này, chậm rãi di động. Ở trong mắt của nàng, có sự hoảng sợ. Cùng lúc đó, có không ít thân ảnh, rõ ràng từ trong thung lũng sương mù, đạp sương mà đến, từng trận thanh âm u u quanh quẩn. Đám Kiều Nô đó đi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan, rồi đi lướt qua bên người bọn họ, từ từ đi về phía xa xa. Nơi đây, chẳng lẽ là chỗ ở của Kiều Nô? Mạnh Hạo nhìn đám Kiều Nô kia từ trong thung lũng đi ra, tâm thần chấn động. Giờ phút này, khi đám Kiều Nô đó muốn ly khai, thì bỗng nhiên, một cái Kiều Nô đi ở cuối cùng, đó là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 15, 16 tuổi đột nhiên dừng cước bộ một chút, quay đầu, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan. Trên mặt nàng đột nhiên không còn là vẻ mờ mịt, mà là biến thành dữ tợn, nhoáng lên một cái, thế mà lại đánh tới lại đây. Rét lạnh mãnh liệt, nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo chấn động. Mạnh Hạo, ta và ngươi cần liên thủ, nếu không hôm nay đều phải hồn phi phách tán. Triệu U Lan nhanh chóng mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, hắn ở phía trước Triệu U Lan, nhìn thấy phương hướng Kiều Nô thiếu nữ kia đánh tới, chính là mình. Đồng thời khi lời nói của Triệu U Lan truyền ra, tiểu nhân trên vai nàng lại biến ảo ra. Tiểu nhân, này hai tay bấm niệm thần chú, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, chỉ về phía trước. Ở phía trước Mạnh Hạo, một đóa hoa màu đỏ lập tức huyễn hóa ra, gương mặt trên đóa hoa này chính là gương mặt thiếu nữ Kiều Nô kia. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức liền vỡ vụn tan nát. Làm xong những thứ này, khóe miệng Triệu U Lan tràn ra máu tươi, tiểu nhân trên vai nàng, thân thể cũng lảo đảo một chút, càng trở nên mơ hồ, giống như cực kỳ mỏi mệt. Cùng lúc đó, thiếu nữ đánh tới kia, thân thể chợt dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng kêu không tiếng động thê lương thảm thiết. Nhưng vẻ mặt lại dữ tợn hơn, một cỗ khí tức khủng bố khó có thể hình dung từ trên người nàng mạnh mẽ khuếch trương tản ra, thiên địa biến sắc, sương mù bốn phía nhất thời quay cuồng. Dùng đạp ca kiếm khí của ngươi chém nàng, mau, không thể để cho nàng tới gần. Thời điểm nguy cơ, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, đem tiểu khí phun ra, kiếm khí trong cơ thể chợt tản ra, hóa thành một kiếm tiểu khí. Kinh thiên động địa, dường như muốn chém ra hư vô, trực tiếp xuyên thấu qua đầu thiếu nữ đang kêu lên thảm thiết này. Thân thể thiếu nữ này khựng lại, bốn phía sương mù quay cuồng, nháy mắt dừng lại, dữ tợn trên người nàng cũng theo đó biến mất, lộ ra một vẻ giải thoát. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có còn sống không? Các ngươi ở đâu? Vì sao để cho ta một người ở chỗ này? Thật lâu, thật lâu. Thiếu nữ này nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này trên người nàng không có chút lệ khí nào nữa, ngược lại có một chút cô độc cùng bất lực từ trên người nàng tản ra. Trong tiếng thì thào, thân thể của nàng dần dần biến mất, cho đến mất tung vô ảnh. Tại nơi nàng biến mất, có một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, từ vô hình trở thành hữu hình. Mạnh Hạo nghe được thanh âm của thiếu nữ này, trong trầm mặc nội tâm bị xúc động, hắn nghĩ tới lời của Hàn Sơn nói về chuyện xưa của Kiều Nô. Than nhẹ một tiếng, Mạnh Hạo nâng tay, sợi tóc bay tới, bị Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 707, Bé Ngoan. Một số Kiều Nô ở phía xa xa kia, giống như không có phát hiện việc này, càng chạy càng xa. Cho đến sau khi hoàn toàn rời đi, màu xám bốn phía biến mất, biển sương tiêu tán, nhưng kỳ dị, không có gió lốc xuất hiện. Nháy mắt khi thiên địa màu xám biến mất, tất cả khôi phục lại, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải nâng lên, xoay người một quyền hạ xuống. Gần như ra tay đồng thời với Mạnh Hạo chính là Triệu U Lan.
Nàng ta khẽ nhúc nhích đôi môi, một luồng bạch quang mạnh mẽ lao ra, bay thẳng đến phía Mạnh Hạo. Thuật pháp của hai người khoảnh khắc va chạm ở giữa không trung, nổ vang. Khi cùng lui về phía sau thì tiểu nhân trên vai Triệu U Lan lập tức bấm niệm thần chú, giống như lại muốn thi triển đóa hoa kỳ dị kia. Nhưng cùng lúc đó, trên người Mạnh Hạo, tiểu khí nháy mắt xuất hiện lần nữa. Tiểu khí này tản ra khiến hai tay tiểu nhân kia khựng lại, ngưng thần ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới nhìn rõ bộ dạng tiểu nhân này. Đó là một gương mặt nữ tử không cách nào hình dung, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù là Triệu U Lan cũng không thể so sánh được. Nàng ngồi ở trên vai Triệu U Lan, thân thể giống như Nguyên Anh, nhưng lại linh động hơn Nguyên Anh nhiều lắm, cả người tràn ra một cỗ khí tức tương tự với tiên thổ, rất là dễ ngửi. Ở trên tay trái của nàng, có một sợi tơ gần như trong suốt, sợi dây này gắn kết liền với thân thể Triệu U Lan. Nhưng xem bộ dạng Triệu U Lan lúc trước, không giống như là không có thần trí, bị khống chế trở thành con rối. Mạnh Hạo trong khoảng thời gian ngắn, có chút đắn đo không rõ, yêu nữ chỉ hương này, cùng Triệu U Lan, giờ phút này là dạng quan hệ gì? Tiểu đệ đệ, đạp ca kiếm khí của ngươi xác thực có thể tạo thành thương tổn đối với ta, thậm chí có 7 thành khả năng, trực tiếp đem thần tiên ta chém chết. Nhưng, ngươi dù sao tu vi không đủ, phản kích trước khi chết của ta, ngươi không có khả năng thoát khỏi. Một khi đã như vậy, ta và ngươi cần gì phải đấu tiếp nữa. Nơi đây là một trong những chỗ ở của Kiều Nô, bên trong có không ít bảo bối, giữa ta và ngươi cùng phân một cái sinh tử, không bằng hợp sức thăm dò nơi đây. Thế nào? Chỉ Hương nhẹ giọng cười, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất là thanh thúy, nhưng nghe vào trong tai, lại hóa thành kiều diễm. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tiểu nhân yêu nữ Chỉ Hương này, đối với xưng hô tiểu đệ đệ của nàng. Cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng không thừa nhận cũng không được, lời nói của yêu nữ Chỉ Hương này có chút đạo lý. Nàng này khi đối mặt với Kiều Nô thì cũng không có làm bộ, khoảng cách của ta với Kiều Nô gần hơn, vì tự bảo vệ mình cũng muốn ra tay. Nàng này cho rằng kiếm khí của ta chỉ có một đạo, nhưng giờ phát hiện vẫn còn thì lại cải biến thái độ. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lướt qua thung lũng sương mù. Nơi đây quỷ dị, Mạnh Hạo dựa vào lực lượng một người, vô luận là kiến thức hay là thủ đoạn, đều có vẻ không đủ. Nếu có thể cùng nàng này liên thủ, cũng chưa hẳn không phải là một lựa chọn hay. Khi Mạnh Hạo đang suy tư thì Triệu U Lan cũng nhìn Mạnh Hạo, nhăn lại đôi mi thanh tú, nội tâm cũng đang nhẹ giọng thầm nghĩ. Chỉ Hương tỷ, người này giảo hoạt đa đoan, tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình. Ý chí lại cực kỳ kiên định, hợp tác cùng hắn, ngươi phải cẩn thận mới được. Bé ngoan đại bảo bối, hiện tại đã biết đau lòng thay cho tỷ tỷ rồi hả? Thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương quanh quẩn trong tâm thần Triệu U Lan. Sắc mặt Triệu U Lan lập tức đỏ lên. Chớ sợ, tiểu oa nhi này so với tỷ tỷ ta, vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng mà người này, có đạp ca kiếm khí, tỷ tỷ ta này chính là thần tiên. Thân thể đã vẫn, tu vi không thể triển khai nhiều lắm, lực lượng chỉ có đến chảm linh. Yêu nữ Chỉ Hương giống như có thể nhận thấy được Triệu U Lan mặt đỏ, lập tức yêu kiều cười rộ lên. Tiếng cười mang theo trêu ghẹo, khiến cho gương mặt Triệu U Lan càng đỏ. Mạnh Hạo đã lập tức nhận ra vẻ mặt cổ quái của Triệu U Lan, có chút kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, suy nghĩ xong chưa, bảo bối bên trong có không ít đâu, tỷ tỷ ta cũng không tham lam đâu. Chỉ cần một nửa, còn lại đều cho ngươi, được không? Yêu nữ Chỉ Hương trên vai Triệu U Lan, trong lúc cười khẽ tay phải nâng lên, hướng về phía dưới chỉ một cái. Lập tức một luồng hơi thở từ trên người tràn ra, đi thẳng tới sương mù. Sương mù lập tức quay cuồng, sau đó lại càng thêm loãng, thân thể Triệu U Lan nhoáng lên một cái, lao thẳng xuống phía dưới. Đồng ý thì cứ tới đây, tỷ tỷ chờ ngươi nha. Thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương mang theo sự mê hoặc kỳ dị, làm cho Mạnh Hạo lại nhíu mày, hai mắt chợt lóe. Mang theo cảnh giác, trong cơ thể kiếm khí đọng lại mà không tán, thân mình lập tức đi về hướng sương mù. Hai người một trước một sau, nháy mắt xuyên thấu sương mù, thấy được thung lũng. Mảnh kiến trúc mênh mông kia, mỗi một chỗ lầu các, toàn bộ đều là từ tiên thổ dựng lên, toàn bộ thung lũng, phát ra ra khí tức tiên thổ nồng đậm. Khí tức này tràn ngập, nhưng không có khuếch tán ra ngoài thung lũng.
nơi này đã từng là chỗ một tiên nhân ở, là một trong những hành cung của 99 vị thượng tiên thủ hộ Tiêu Kiều. Sau khi Tiên Kiều bị băng toái, 99 vị thượng tiên này lấy cái chết dung nhập vào trong Tiên Kiều. Bọn họ hy vọng xa vời rằng khi Tiên Kiều được tu sửa, lúc nó tái hiện thiên địa thì cũng chính là lúc bọn họ sống lại. Cho nên tuy nói hình thần câu diệt, nhưng hành cung của bọn họ lại bảo tồn hoàn hảo, còn để lại không ít pháp bảo của bọn họ. Chỉ Hương nói, vẫn ngồi ở bả vai Triệu U Lan, Triệu U Lan nhanh chóng đi về phía trước. Khi tới gần mảnh hành cung này thì bỗng nhiên có một tầng quầng sáng nháy mắt xuất hiện, ngăn cản tại phía trước. Tầng sáng này hơi thở lượn lờ, tràn ngập uy áp, đồng thời cũng có từng trận ảo ảnh huyễn hóa ra. Ngưng! Triệu U Lan phun ra một ngụm tiên huyết, yêu nữ Chỉ Hương trên vai nâng tay phải lên, vung về phía ngụm máu tươi này. Lập tức máu hóa thành hồng vụ, rồi hình thành một đóa hoa màu đỏ, trôi nổi về phía trước. Ở khoảnh khắc đụng chạm quầng sáng này, nó như cắm rễ, trực tiếp dung nhập vào đó. Toàn bộ quầng sáng lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện từng vết dạn nhỏ, trong khoảnh khắc. Nhanh chóng lan tràn, hỏng mất tiêu tán. Khi lực lượng tan vỡ kia khuếch tán thì hai mắt Mạnh Hạo co rút lại một chút. Chỉ là một đạo quầng sáng này, trừ phi hắn vận dụng Đạp Ca kiếm khí, nếu không, không thể mở ra. Ta đã đứng. Nơi đây phòng hộ, chỉ có hai cái canh giờ có thể ra vào. Mỗi một chỗ cung điện nơi đây, có lẽ đều có pháp bảo trấn thủ. Tiểu đệ đệ, lấy đại điện chính giữa làm trung tâm, hai bên trái phải, ngươi tùy ý lựa chọn một bên, chúng ta gặp nhau ở đại điện chính giữa. Có thể chiếm bảo bối vào tay hay không, liền xem bản lĩnh của ngươi. Yêu nữ Chỉ Hương cười cười, Triệu U Lan mắt lạnh liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thân mình nhoáng lên một cái, đi thẳng đến phía bên phải hành cung. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 708, Ngón tay út. 1. Mạnh Hạo ở bên ngoài, mắt nhìn quầng sáng phòng hộ tiêu tán, nhất là nhìn về phía đóa hoa hồng thật lớn giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung kia. Chính là hoa này, đem quầng sáng này áp chế, khiến nơi đây có thể ra vào. Nhưng mà hai canh giờ không thể tin, nhiều nhất cũng chỉ một canh giờ mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cần thận quan sát, sau đó chần chừ một chút, ánh mắt liền lộ ra quyết đoán, thân mình nhoáng lên một cái, bước vào bên trái hành cung. Lấy tu vi của ta vốn không thể đến đây, trong cung điện này dù có bảo vật gì thì cũng phải là thứ ta có thể lấy được, quá tham lam sẽ phải trả giá thảm trọng. Thế thì ta ở đây chỉ cần kiên trì thực hiện ý tưởng ban đầu của mình là được. Ta không cần pháp bảo gì cả, để ý chính là tiên thổ. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh mang, nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên ngoài một cái cung điện. Sau khi cẩn thận đưa mắt nhìn, hắn nhìn thấy trên đại môn đóng lại của cung điện, dường như có lực phong ấn. Mạnh Hạo không nghĩ biện pháp mở đại môn của đại điện này ra, mà là trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, hướng về nền nhà của cung điện, trực tiếp nâng một cái. Tu vi vận chuyển, nhưng rắc một tiếng, phi kiếm gãy làm hai nửa, nền gạch vẫn không có bị nâng lên. Mạnh Hạo nhíu mày, thân mình nhoáng lên một cái bay lên nóc nhà cung điện, bắt đầu gỡ ngói. Nhưng ngói này cũng là phi thường chắc chắn, mặc cho Mạnh Hạo nghĩ biện pháp như thế nào, đều không chút sứt mẻ. Đây cũng quá rắn chắc đi. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sắc bén, toàn thân tu vi âm âm chuyển động, kiếm trận tuế nguyệt gào thét mà ra, mạnh mẽ vận chuyển trên tấm ngói này. Một lát sau, khi Mạnh Hạo lại gỡ ngói thì két một tiếng, ngói này bị Mạnh Hạo trực tiếp dỡ lên. Mạnh Hạo tâm thần chấn động kịch liệt, ngói này lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng toàn bộ đều là tiên thổ. Hắn nhanh chóng thu hồi, dùng phương pháp đồng dạng, lập tức bắt đầu sự nghiệp dỡ ngói. Rất nhanh, toàn bộ ngói trên nóc cung điện bị Mạnh Hạo lấy đi, ngay sau đó, gạch trên mặt đất cũng đều bị hắn lần lượt nâng lên, thu vào trong túi trữ vật. Phát tài rồi. Lần này kiếm lớn rồi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên. Sau một lúc lâu, toàn bộ nền gạch của cung điện này cũng bị hắn lấy đi xong. Ánh mắt Mạnh Hạo hào quang sáng rực, lại nhìn chúng sư tử bằng đá bên ngoài cung điện, nhanh chóng chạy đi qua, dùng các loại thủ đoạn, rốt cục lấy được nó đi. Hắn lại xem trọng mái hiên của cung điện này. Rất nhanh, mái hiên biến mất,
Ánh mắt Mạnh Hạo đã nhanh chóng rơi vào bậc thang bên ngoài cung điện, sau đó là cây cột, sau đó là tất cả gạch trên vách tường bên ngoài toàn bộ cung điện. Rất nhanh, một cái đại điện thoạt nhìn rất là xa hoa, giờ phút này đã thành một mảnh sạch sẽ. Ngay cả thân mình cung điện cũng như bị thay đổi bộ dáng, chỉ còn lại có chủ thể, trình độ đủ để cho người nhìn thấy phải kinh tâm. Phàm là bên ngoài, chỉ cần là thứ có thể bị lấy đi, đều không còn một mống. Nếu không phải là trong cung điện này tồn tại cấm chế cùng phong ấn, Mạnh Hạo cũng đã muốn hủy luôn cả cái cung điện này rồi. Giờ phút này hắn cố nén tâm động, chuyển ánh mắt rơi vào trên cung điện kế tiếp, mạnh mẽ nhảy lên, mang theo kích động, tiếp tục sự nghiệp dỡ nhà. Những tiên nhân kiến tạo ra cung điện này, ý thức của bọn họ trước khi dung hợp với tiên kiều đã nghĩ đến, sẽ có người cảm thấy hứng thú với vật trong điện, vì thế mới để lại cấm chế cùng phong ấn. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có loại người như Mạnh Hạo, cơ duyên xảo hợp bước vào nơi đây. Không có tu vi lấy những bảo vật kia, mà là cảm thấy có hứng thú làm đạo tặc đối với mấy cái tài liệu kiến tạo này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo vẫn luôn vất vả cần cù chiếu cố bận rộn. Theo bước đi của hắn, một tòa lại một tòa cung điện trở nên sạch sẽ. Để lại một đống khung cung điện sáng loáng, tất cả những gì có thể bị nâng đi, một cái Mạnh Hạo cũng không bỏ qua. Thậm chí ngay cả cỏ xanh trên mặt đất, sau khi Mạnh Hạo phát hiện chúng cũng lây dính hơi thở tiên thổ, rất là không tầm thường, liền không chút do dự, nhổ lên toàn bộ, một cọng cũng không lưu lại. Đã đến đây rồi, mà không lấy đến mức cỏ rút gân tay thì ta không phải họ Mạnh nữa. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, hung hăng nâng lên một mảnh nền gạch. Giờ phút này, nếu có người quen nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cảm thấy xa lạ, bởi vì ánh mắt này hoàn toàn khác xa Mạnh Hạo tỉnh táo trong ngày thường. Đây mới là tính cách Mạnh Hạo giấu ở sâu trong tâm, sự theo đuổi đối với tất cả những vật đáng giá. Phải biết rằng đến nay cho dù là tu vi của hắn đã đến như thế, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó nợ Chu Viên Ngoại 3 lượng bạc. Chẳng qua sau khi tu hành, hắn đem nhiệt tình đối với vàng bạc chuyển sang vật phẩm cần cho tu hành mà thôi. Tỷ như tiên thổ trước mắt này chính là thứ chiếm được tất cả nhiệt tình của Mạnh Hạo. Dù sao, lý tưởng nhất là đồ tốt, bởi vì có lý tưởng, chẳng sợ khổ cũng chẳng sợ mệt, Mạnh Hạo cũng đều khoái lạc. Hắn bây giờ có thể hình dung như châu chấu, nơi đi qua, mọi tòa cung điện xa hoa, giống như có một gió lốc đi qua, sau gió lốc, mọi thứ sạch tinh. Dần dần, 10 tòa, 20 tòa, 30 tòa lại thêm một lúc lâu sau. Nơi đây, hơn 70 tòa cung điện, toàn bộ bị Mạnh Hạo giải tỏa, càn quét mà qua. Vẻ mặt hắn càng thêm hưng phấn, giờ phút này hít sâu một cái, trước mắt ở xung quanh hắn, cung điện bảo tồn đầy đủ, chỉ còn có không đến 30 tòa. Mạnh Hạo đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, càn quét toàn bộ nơi này thì bỗng nhiên, từ một phương hướng khác, thân ảnh Triệu U Lan, từ trong một tòa đại điện lảo đảo mà ra. Theo sự xuất hiện của nàng, tòa đại điện kia nổ vang sụp xuống, nhưng vẻ mặt Triệu U Lan rất phấn chấn, vẻ mặt tiểu nhân trên vai nàng lại càng hưng phấn. Trên tay tiểu nhân rõ ràng cầm một cái hũ nhỏ màu xanh. Một canh giờ lấy một cái, nhưng mà hũ nhỏ này là vật của cửu đại thượng tiên nơi đây. Một canh giờ tuy nhiều, nhưng lại đáng giá, bé ngoan bảo bối. Chúng ta nhanh chạy nơi tiếp. Hừ, ách, a. Ngồi ở trên vai Triệu U Lan, yêu nữ Chỉ Hương đang hưng phấn mở miệng thì dư quang đảo qua, nhìn đến chỗ Mạnh Hạo bên kia. Bỗng nhiên nàng mở to mắt, hoàn toàn ngẩn người, lại càng dùng sức dụi dụi con ngươi, giống như không dám tin. Triệu U Lan giờ phút này cũng đã phát hiện chỗ Mạnh Hạo có một khu vực quỷ dị như vậy, nhìn lại xong, cũng mở to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng khiếp sợ. Các nàng không có biện pháp không khiếp sợ, bởi vì khu vực các nàng nhìn thấy trước khi bước vào đại điện đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Vốn ban đầu là một mặt cỏ xanh tươi, lúc này cỏ không còn một cọng, còn lại chỉ là dấu vết bị đào xới. Vốn là gạch tiên đầy đất, lúc này một viên cũng chẳng còn, nền đất hoàn toàn trụi lùi. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 709, Ngón Tay Út 2.
vốn là mỗi cung điện lúc trước đều có thạch thú tường thủy khí thế phi phàm, lúc này không chút tông tích. Vốn là một cây cột trụ điêu long khắc phượng, lúc này đến cái chân cột cũng chẳng thấy đâu nữa. Vốn là vách tường cung điện hết sức xa hoa, lúc này cứ như mới bị cuồng phong quét qua vậy. Vốn là kiến trúc đình các hành cung, lúc này ngoài 30 tòa vẫn còn bình thường ra, hơn 70 tòa khác chỉ còn mỗi cái vỏ. Sạch Tinh, thiên cầu của Đông Thắng Tinh đến đây hả? Hay là hoàng tiên của Bắc Lô Tinh mới ghé qua thế? Yêu nữ Chỉ Hương ngây ngốc một chút, theo bản năng thì thào mở miệng. Tất cả nơi này quá sạch sẽ, cứ như bị cầu liếm qua, hoặc bị đại quân châu chấu càn quét một lượt vậy. Ngay khi hai người Triệu U Lan và Chỉ Hương còn đang bị một màn này trấn trụ, thì các nàng nhìn thấy Mạnh Hạo. Các nàng thấy Mạnh Hạo lúc này đang cầm một thanh phi kiếm, ở một tòa cung điện còn đang đầy đủ, hung hăng đào gạch. Phi kiếm kia hình như đã cong quằn đi rồi, giống như đang thét lên chói tai vì không chịu nổi phụ trọng. Phịch một tiếng, nền gạch bị cạy lên, Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức lấy đi, liếm liếm môi. Dựa theo kinh nghiệm hắn càn quét hơn 70 tòa cung điện, gạch này là rắn chắc nhất, nhưng chỉ cần gỡ ra được một khối, còn lại liền đơn giản hơn. Về phần Triệu U Lan cùng Chỉ Hương, Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy, nhưng hôm nay hắn không có công phu để ý tới bọn họ. Hắn vùi đầu vất vả làm bốc vác, đem từng khối gạch, trong vẻ trợn mắt há hốc mồm của Triệu U Lan cùng Chỉ Hương, lần lượt nâng lên. Triệu U Lan hô hấp co quắp, mắt phượng lộ ra vẻ khó tin, giống như là lần đầu tiên nhận thức Mạnh Hạo, ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một Mạnh Hạo tỉnh táo cơ trí, tàn nhẫn vô tình, ở trong phán đoán của mình cư nhiên lại có hành động như vậy. Người này nói không chừng có huyết mạch thiên cầu, hoặc là tu hành qua hoàng tiên công pháp. Chết tiệt, thậm chí ngay cả đất gạch cũng không buông tha. Chỉ Hương hít vào một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, ngưng trọng thêm không ít, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia nghi hoặc. Hắn vậy mà lại không sợ nguyền rủa. Triệu U Lan hai mắt đăm đăm, nhìn một màn thật là quỷ dị này. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, lúc này Mạnh Hạo dường như càng đáng sợ hơn so với ngày thường. Loại nhiệt tình đối với việc hủy đi cung điện này, nàng không thể lý giải, nhưng càng không cách nào lý giải, lại càng cảm thấy khủng bố. Nhất là khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo đem tất cả nền gạch đều móc lên, sau đó lại mang đi sư tử đá, gọt đứt cây cột, bắt đầu dỡ vách tường cung điện, thì Triệu U Lan lại hít sâu một hơi. Nàng thật không dám tin, nếu như người này đến bộ lạc của mình, thì ngũ độc đại bộ sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng cỡ nào nữa. Nàng tin tưởng, chẳng đến mấy canh giờ, bộ lạc của mình sẽ bị người ta nhổ tận gốc, đào sâu tận ba tấc đất. Khu khu, vị đạo huynh này. Chỉ Hương chần chừ một chút, đối với Mạnh Hạo này, có loại nghi hoặc nói không nên lời, vội vàng mở miệng nói một tiếng. Đừng phiền ta. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, sau khi dùng sức dỡ tiếp một miếng vách ngói, thì lại lấy phi kiếm ra, bắt đầu nâng lên một phạm vi lớn. Tòa đại điện ở chính giữa kia, tài liệu chế tác càng tốt hơn đấy, tiên thổ ở đây lại càng thêm tinh luyện. Chỉ Hương vội vàng nói. Nàng vừa dứt lời, động tác dỡ ngói của Mạnh Hạo thoáng khựng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu U Lan và Chỉ Hương. Nếu so sánh với chất liệu của tòa đại điện kia, toàn bộ nơi này đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Ách, một khối nền gạch ở chỗ đấy, tương đương với 100 khối ở chỗ này đấy. Chỉ Hương nhanh chóng nói, đạo huynh này thiên phú không tầm thường, ham thích đặc thù, vừa thấy đã biết là nam nhi vĩ đại, vừa thấy chính là đại anh hùng a. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải hợp tác ở mức độ sâu sắc hơn, thế nào? Ngươi phụ trách hủy đi tòa đại điện kia, ta phụ trách mở cấm chế, như vậy tốc độ giải tỏa của ngươi cũng nhanh hơn. Mà sau khi mở cấm chế ra, bảo bối bên trong, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi xem thế nào? Triệu U Lan nghe Chỉ Hương nói, trầm mặc. Nàng như thế nào cũng không thể đem Mạnh Hạo cùng hai cách xưng hô nam nhi vĩ đại hay đại anh hùng này liên hệ cùng một chỗ. Đối phương dù cho có nhìn ngắm thế nào, đều chỉ là một công nhân giải phóng mặt bằng đáng sợ mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trầm ngâm qua mấy cái hô hấp. Các ngươi đợi ta một chút. Không thành vấn đề, đạo huynh là muốn đà tọa thổ nạp nghỉ ngơi phải không? Không quan hệ, chỗ này của ta có thể.
Chỉ Hương tinh thần rung lên, đang nói thì đột nhiên tự mình ngừng lại, rồi mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hạo sau khi nói dứt lời xong, cư nhiên xoay người tiếp tục dỡ vách tường, chẳng qua tốc độ nhanh hơn mà thôi. Chỉ Hương hít sâu vào, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo càn quét hoàn toàn tòa cung điện kia, rồi nhằm phía cung điện kế tiếp. Cho đến nửa canh giờ sau, 30 cung điện lúc trước còn lại ở đây cũng đều sạch sẽ. Mạnh Hạo thế này mới mang theo tiếc nuối, đưa mắt nhìn qua khu vực chỗ Triệu U Lan, gần trăm hành cung bên kia. Người nói là tòa đại điện này. Mạnh Hạo gian nan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về tòa cung điện mênh mông, cực kỳ dễ nhận ra ở chính giữa. Cung điện này bốn phía có tường ngoài, trong đó đại điện tầng 4, thoạt nhìn hùng tráng phi phàm. Nhất là lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo, thấy được gạch đất trong tường vây, mỗi một khối đều là nửa trượng vuông vắn, cả vật thể vàng óng ánh, hơi thở tiên thổ quả thật cực kỳ nồng đậm. Lại thấy được cột trụ của đại điện này, cũng là đầy đủ đặc ruột, ngói trên vách tường lại càng óng ánh như ngọc. Kinh người nhất là đại môn của cung điện này, Mạnh Hạo chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức cảm thấy khí tức tiên thổ đã nồng đậm đến trình độ gần như hóa thành thực chất. Trong con mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo thì hắn thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm điểm thích hợp cậy mở ở trên vách tường, rồi tìm kiếm khối gạch nền phù hợp nhất để gỡ ra đầu tiên. Còn có cung điện khổng lồ kia, làm sao để dỡ ngói mà không chạm vào cấm chế nữa. Ánh mắt này cực kỳ sắc bén, rơi vào trong mắt Triệu U Lan, nhất thời lại làm nàng hít sâu vào, ẩn ẩn cảm thấy dưới ánh mắt này, giống như toàn thân không được bình thường. Thừa dịp Chỉ Hương ở một bên không có chú ý, hai mắt Triệu U Lan bỗng nhiên chợt lóe, tay trái nhìn như tùy ý nâng lên, nhưng lại ở trong phút chốc, biến hóa một chút tư thế, giơ lên ngón út. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo giống như phát hiện ra cái gì, thì nàng rất nhanh liền thu ngón út lại, mà Chỉ Hương ở một bên thì trên mặt lại lộ ra vẻ kính nể. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên công a, người này họ Mạnh. Chỉ bằng bản lĩnh có thể san lấp mặt bằng cung điện tiên nhân cổ, mà không đụng chạm cấm chế này, phải được xưng đại sư. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 710, Yêu Linh Hiện 1. Mạnh đại sư, đạp tiên kiều này năm đó là do Yêu Tiên Tông sáng tạo ra, mà nơi này là hành cung cư trú của 99 tiên yêu tại tầng thấp nhất trong tam giới dưới tiên kiều. Mà toàn cung điện mênh mông nhất kia chính là mắt trận ở đây, đã từng là một trong những trung khu của tiên kiều. Mà trong tiên kiều, 3.600 trung tâm, mỗi trung khu đều có chí bảo trấn thủ, cung cấp lực lượng sơn hải bản nguyên cuồn cuộn không dứt cho tiên kiều năm đó. Cấm chế ở đây là cường đại nhất, cho dù ta còn thân thể, muốn mở ra nơi này cũng có chút trắc trở. Nhưng mà lúc này có Mạnh đại sư tương trợ, tin rằng sẽ đơn giản hơn một chút. Kính mong Mạnh đại sư cho ta biết, tường vây tầng ngoài cùng này, xuống tay ở nơi nào là tốt nhất. Vẻ mặt Chỉ Hương ngưng trọng, lần đầu tiên ở đối mặt với Mạnh Hạo mà lộ ra bộ dạng khách khí như vậy. Mạnh Hạo thấy được động tác Triệu U Lan mịt mờ vươn ngón út, vẻ mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn Chỉ Hương một cái. Đối với tồn tại của ba chữ Mạnh đại sư này, hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Chắc là hành động giải phá mặt bằng của bản thân lúc trước đã tạo thành chấn động không nhỏ đối với nữ tử này. Giờ phút này Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lại tiếc nuối đưa mắt nhìn những cung điện đầy đủ ở khu vực của Triệu U Lan, rồi mới xoay người nhìn về phía đại điện mênh mông chính giữa. Sau khi nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Phía bên phải, hàng thứ 73, khối thứ 9 đếm từ dưới lên. Ánh mắt Mạnh Hạo giống như lợi kiếm, nhìn chằm chằm viên gạch mà hắn chỉ kia. Nghĩ lại, lấy kinh nghiệm của hắn lúc trước, nơi mà viên gạch đó nằm, chắc là nơi thích hợp cậy mở nhất. Chỉ Hương nghe được câu này, cũng nhìn lại theo, trong mắt có sự trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền hóa thành quyết đoán, bấm niệm thần chú. Triệu U Lan cũng hít sâu một cái, đồng thời bấm niệm thần chú. Hai nàng đồng thời ra tay, nháy mắt có hai đạo quang mang bay ra, một trắng một đỏ, khoảnh khắc ở giữa không trung thì dung hòa lại với nhau, bay thẳng đến viên gạch kia. Nháy mắt khi quang mang tới gần, đánh lên trên viên gạch, thì toàn bộ tường vây đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.
hàng thứ 33 bên trái, viên thứ 7 từ trên xuống. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, Triệu U Lan cùng Chỉ Hương lại một lần nữa ra tay. Hàng 125 bên phải, viên thứ 2 từ dưới lên. Mạnh Hạo rất nhanh mở miệng, đây hết thảy đều là hắn dựa theo kinh nghiệm lúc trước. Trên tường vây này quang mang chớp động, truyền ra chấn động luôn luôn điều chỉnh. Một lát sau, một tiếng nổ vang kinh thiên chợt truyền ra, thì vách tường này rốt cục có một hòn đá vỡ vụn ra, khiến cho trận pháp trên vách tường này lộ ra sơ hở, chớp động vài cái, sau đó biến mất vô ảnh. Chỉ Hương hít sâu một cái, vẻ mặt có chút mỏi mệt, nhưng rất nhanh liền phấn chấn, cùng Triệu U Lan nhanh chóng đi tới trước. Mạnh Hạo ở phía sau, không có sốt ruột đi vào, mà là nâng hòn đá kia lên. Cho đến khi Triệu U Lan cùng Chỉ Hương ở bên ngoài đại điện đợi cả nửa buổi, thì tường vây ngoài cung điện lấy tốc độ rất nhanh biến mất. Cuối cùng sau khi toàn bộ bị Mạnh Hạo thu hồi xong, nội tâm của hắn hơi có thỏa mãn. Đi tới trước thì Mạnh Hạo lại cúi đầu nhìn dưới nền gạch trên mặt đất, không để ý đến Chỉ Hương cùng Triệu U Lan. Hai nàng kia thấy Mạnh Hạo đang quan sát, cũng không tiện đi quấy rầy, chỉ có thể ở nơi đó nhìn. Một lát sau, Mạnh Hạo đứng ở trên một mảnh nền gạch, ngồi xổm xuống cẩn thận lại nhìn một chút, lui ra phía sau vài bước, ở xung quanh bên cạnh khe tiếp giáp giữa các viên gạch, ngẩng đầu lên. Ta không biết cấm chế nơi đây phải phá như thế nào, nhưng nếu chỉ là nền gạch thì hẳn là chỗ này. Dùng thần thông lớn nhất của các ngươi, ở chỗ này đánh ra một khe nứt, nền gạch nơi đây liền mất sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Mạnh Hạo nói xong, lui ra phía sau vài bước. Hai mắt Chỉ Hương chợt lóe, bấm tay niệm thần chú, hồng quang bay ra, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Tiếng nổ vang quanh quẩn, nhưng sau một lúc lâu, mặt đất không có phản ứng chút nào, Chỉ Hương nhăn đôi mi thanh tú. Ánh mắt lộ ra một chút lệ ý, hai tay lại bấm niệm thần chú nhưng lần này phun ra một hơi. Đồng thời với hơi này phun ra, Triệu U Lan hình như có cảm ứng, thân thể run run, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này cùng một hơi kia nháy mắt dung hợp lại, ở giữa không trung hóa thành một ngón tay. Ngón tay này như có uy lực kinh thiên động địa, mới vừa xuất hiện, đã khiến cho hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ co rút lại, đạp ca kiếm khí trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển. Một chuyến này, dọc đường, Mạnh Hạo nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế cũng có tâm tư hao phí tu vi đối phương, hơn nữa cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Dù sao trong lần hợp tác này, chỉ là do ích lợi tạo thành, cũng không phải là không thể phá vỡ. Ngón tay kia như có uy lực nghịch chuyển trời cao, ở ngay khoảnh khắc xuất hiện thì lập tức làm cho thiên địa biến sắc. Làm cho bốn phía này nháy mắt nổi lên một cỗ uy áp kinh người, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Trong một chớp mắt khi đụng chạm, mặt đất chấn động nổ vang, tiếng động ken két quanh quẩn, nền gạch trực tiếp vỡ vụn ra vài khe hở. Trong đó có một khe, nối liền với chỗ Mạnh Hạo chỉ ra lúc trước, nên lập tức làm cho mặt đất này lại chấn động mãnh liệt. Thậm chí ở bên trong chấn động này, toàn bộ nền gạch bên ngoài cung điện đều xuất hiện ba cái khe hở cự đại, kéo dài xuyên qua quảng trường. Cho đến một lát sau, chấn động biến mất thì tất cả cấm chế bên ngoài cung điện nơi đây, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ Hương sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp rút. Người động tác nhanh chút, thời gian ta có thể trấn trụ nơi đây không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút mở đại điện tiến vào trong đó. Chỉ Hương hít sâu một cái, thúc giục Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, âm thầm kinh hãi, đồng thời vội vã cúi đầu lấy ra phi kiếm, bắt đầu đào nền gạch lên. Đã không còn cấm chế tồn tại, nền gạch nơi này mất đi bảo hộ, dưới trình độ đào móng nhà chuyên nghiệp của Mạnh Hạo thì rất nhanh, từng khối nền gạch bị hắn lấy đi. Nhưng càng thu, hai mắt Mạnh Hạo lại càng nhanh chóng co rút lại. Mặt đất bên dưới nền gạch này không phải là bằng phẳng, mà là tồn tại mấy phù văn phức tạp. Những phù văn này theo từng khối nền gạch Mạnh Hạo thu vào, thì dần dần rõ ràng là một cái ấn ký hình hồ điệp. Ấn ký này chính là cấm chế ở đây, nhưng đã bị ta đánh tan, mất đi tác dụng. Chỉ Hương đưa mắt nhìn ấn ký hồ điệp trên mặt đất, giống như rất tùy ý mở miệng. Mạnh Hạo gật gật đầu, khi còn có vài khối nền gạch cuối cùng còn chưa có đào lên, thì hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Một kia huyết băng thiểm, sau đó khoảnh khắc thuấn di, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã ở xa xa.
Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.